triệt phá đường dây mua bán bộ phận cơ thể người. Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an vừa triệt phá đường dây mua bán bộ phận cơ thể người, gan, thận, đồng thời đã khởi tố, tạm giam hai đối tượng trong đường dây. Thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết đã khởi tố, tạm giam hai đối tượng Trương Kỳ Khuyến, sinh năm 1966 ở Bắc Giang, và Trần Văn Hiệp, sinh năm 1971 ở Hà Nội, cầm đầu đường dây mua bán bộ phận cơ thể người vừa bị triệt phá. Theo tài liệu điều tra, đối tượng Hiệp cư trú địa bàn ở phường Quảng An, quận Tây Hồ thường tìm kiếm những người môi giới để mua, bán bộ phận cơ thể người, đặc biệt là bán gan. Qua xác minh, ban chuyên án đã xác định được thêm giúp đỡ Hiệp là Trương Thị Khuyến và một số đối tượng khác. Khuyến từng sống như vợ chồng với người đàn ông tên NVB, người này đã từng đi bán thận tại Hà Nội và là người đã giới thiệu nhiều người bán gan, thận cho Hiệp. Người mua gan phải trả cho Hiệp khoảng 1,2 tỷ đồng, trong khi đó người bán gan chỉ được trả 450 triệu đồng. Để tìm mối, Hiệp thường xuyên la cả quanh các bệnh viện lớn ở Hà Nội. Và khi tìm được người có nhu cầu bán gan, Hiệp sẽ đưa họ đến các bệnh viện để làm các thủ tục xét nghiệm, đánh giá sức khỏe của lá gan. Ngoài trực tiếp đến các bệnh viện, Hiệp còn vào nhóm Facebook như Hội Tư vấn, Hiến và Ghép Thận Việt Nam, Hội Những Người Ghép Thận để đăng thông tin liên quan đến việc mua bán thận. Khi tìm được đầu mối mua bán, Hiệp sẽ lên kế hoạch bố trí đưa đón. Cụ thể, khoảng tháng 1 năm 2021, do hoàn cảnh gia đình khó khăn và nợ số tiền 70 triệu đồng nên Quy ở Bắc Giang đã đồng ý bán thận và được giới thiệu gặp người môi giới là Khuyến. Sau đó, Khuyến tiếp tục giới thiệu Quy gặp Hiệp và được đối tượng chào mời bán gan với giá 450 triệu đồng. Tuy nhiên, sau ca ghép gan thành công cho anh NTP, quê ở tỉnh Hưng Yên, hiện sức khỏe của Quy yếu do bản thân bị bệnh xơ gan F4 và viêm gan C. Đối với trường hợp bán thận của C ở Hà Nội do làm ăn thua lỗ, nợ nhiều người khoảng 400 triệu đồng, khi gặp Hiệp được anh ta báo giá bán một quả thận với số tiền 250 triệu đồng, C đồng ý bán cho chị HTH, quê ở tỉnh Quảng Ninh. Tiếp đó, đối tượng Hiệp còn môi giới bán thận của T ở tỉnh Thái Nguyên cho người mua là PDN. Theo điều tra của Cục Cảnh sát Hình sự, tổng chi phí ghép thận là 700 triệu đồng mỗi ca, ca ghép gan từ 1,2 tỷ đồng đến 1,5 tỷ đồng mỗi ca. Trong đó, Hiệp được hưởng lợi chênh lệch từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng mỗi người ghép, còn Khuyến được Hiệp trả công từ 20 đến 30 triệu đồng. Ngày 3 tháng 8 năm 2022, khi Hiệp dẫn 3 người phụ nữ đến khu vực đường Giải Phóng, Hà Nội, thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Tại cơ quan công an, những người này khai nhận đi cùng với Hiệp để xét nghiệm thận. Hiện vụ án đã được chuyển hồ sơ đến Công an thành phố Hà Nội để điều tra mở rộng.